Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe VinFast Lux SA 2.0, một cái dòng xe gầm cao, rộng rãi, thoải mái của bên nhà VinFast. Mà trong cái video ngày hôm nay, cái dịp giữa của tháng 3 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho các bạn những cái chính sách áp dụng giảm giá, giảm khuyến mại, những cái chương trình về voucher mới nhất về cái dòng xe VinFast Lux SA 2.0 này. Cũng đã rất là lâu rồi thì Top Car VN mới cập nhật lại cho các bạn về cái dòng xe này. Vì trong thời gian vừa qua thì các bạn biết là Vin đã ngừng sản xuất những cái dòng xe máy xăng. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn đang giao lốt những cái chiếc xe VinFast Lux SA 2.0, và đương nhiên đang có những cái chính sách giảm giá cực nhiều cho cả VinFast Lux SA, VinFast Lux A hay cả kẻ về VinFast Fadil nữa. Với cái dòng xe VinFast Lux SA 2.0 này thì đầu tiên mình sẽ cập nhật về cái chương trình ưu đãi nhá. Thì đầu tiên trong cái tháng này thì VinFast sẽ chấp nhận thanh toán hai loại voucher của Vinhome, chấp nhận thanh toán hai voucher các bạn nhé, cho một xe VinFast Lux SA 2.0. Ví dụ như là voucher 150 triệu và voucher 200 triệu, voucher 200 triệu và voucher 200 triệu nữa quý chị các bạn ạ. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn là hai voucher 150 triệu, có nghĩa là chúng ta được áp dụng hai cái voucher cho một cái xe này. Có nghĩa là nếu như khách hàng mà chúng ta có hai loại voucher thì thực sự giá của VinFast Lux SA 2.0 sẽ là cực tốt quý chị các bạn ạ. Ngoài ra thì bên Vin vẫn áp dụng chính sách là giảm 10% giá trị xe với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta lấy xe. Còn về những cái chương trình về trả góp ấy, thì bên phía Vin vẫn áp dụng cái chương trình trả góp. Ví dụ như là thời gian vay nhé, tối đa là 8 năm và tối đa sẽ là 80% giá trị xe. Đấy, thời gian vay là 8 năm, tối đa là 80% giá trị xe. Và chúng ta có thể áp dụng cái chương trình, cái mức lãi ưu đãi trong 2 năm đầu sẽ là 0%. Đấy, nếu các bạn có nhu cầu trả góp. Và đặc biệt với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta có nợ xấu ấy, thì bên Vin sẽ rất là linh động xử lý được cho các bạn nhé. Rất là linh động và xử lý được cho các bạn về những cái vấn đề như này. Hồ sơ thì ở bên Vin thì sẽ xét duyệt cực nhanh gọn các bạn nhé, cực kỳ nhanh gọn, kể cả những khách hàng ở tỉnh xa. Bên Vin sẽ vẫn hỗ trợ một cách là tất nhà quý chị các bạn luôn. Áp dụng voucher 200 triệu với khách hàng có sẵn thì mình cũng đã nói rồi. Ngoài ra nữa thì cái chương trình đổi cũ lấy mới lên tới 50 triệu đồng thì vẫn áp dụng từ trước tới nay. Ngoài ra nữa thì các bạn, nếu các bạn đặt cọc nhá, chúng ta sẽ được nhận một cái bộ phụ kiện chính hãng trị giá là 20 triệu dành cho các bạn, và một cái gói phủ ceramic hay còn gọi là phủ thủy tinh các bạn nhá, áp dụng cho tất cả những cái dòng xe VinFast Lux SA 2.0 lấy tại đại lý trong cái thời điểm tháng 3 này. Đấy là những cái chương trình về quà tặng, về giảm tiền mặt, về voucher, áp dụng cái phương thức áp dụng voucher về để có thể là giảm giá sâu nhất mà Top Car VN cập nhật trong cái chương trình áp dụng từ ngày 10 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 của bên VinFast Lux SA 2.0. Thế còn về cái mức giá lăn bánh của từng phiên bản nó sẽ là như thế nào? Đầu tiên mình xin cập nhật là VinFast Lux SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn. Với cái mức giá mà giảm như vậy nhá, mình nêu trên nhá, thì lăn bánh ở tỉnh tại cái thời điểm này là 1 tỷ 155 triệu bản tiêu chuẩn. Hà Nội sẽ là 1 tỷ 190 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 175 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 1155, Hà Nội là 1190 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1175 để lăn bánh được VinFast Lux SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn. Nếu các bạn mà có nhu cầu mua trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị 285 triệu, Hà Nội là 235 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 253. Số tiền cần chuẩn bị tối thiểu đấy để lăn bánh được. Tỉnh là 235, Hà Nội là 285 và Thành phố Hồ Chí Minh là 253, là số tiền cần chuẩn bị lăn bánh tối thiểu của Lux SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn. Sang cái phiên bản thứ hai là phiên bản nâng cao, bản nâng cao này thì hiện tại nếu như mà sau khi trừ đi chương trình khuyến mại áp dụng mình nêu trên thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 260 triệu, Hà Nội sẽ là 1 tỷ 298 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 278 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 1260, Hà Nội là 1298 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1278. Đấy, số tiền để lăn bánh được phiên bản nâng cao của VinLux SA 2.0. Nếu các bạn mà muốn mua trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị 260 triệu, Hà Nội sẽ là 310 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 279 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 260, Hà Nội là 310 và Thành phố Hồ Chí Minh là 279. Sang cái phiên bản thứ ba, đó là phiên bản cao cấp nhất của VinFast Lux SA 2.0. Với mức chương trình khuyến mại mình nêu ở trên nhá, thì lăn bánh ở tỉnh sau khi trừ đi chương trình khuyến mại sẽ là 1 tỷ 400
38 triệu làm anh tỉnh, Hà Nội là 1 tỷ 475 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 455 triệu đồng. Đấy, tỉnh là 1438, Hà Nội là 1475 và thành phố Hồ Chí Minh là 1455. Đấy. Phương án trả góp phiên bản cao cấp này thì ở tỉnh nhá, các bạn sẽ cần chuẩn bị là 304 triệu. Hà Nội sẽ là 360 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 324 triệu đồng. Tỉnh là 304, Hà Nội là 360 và thành phố Hồ Chí Minh là 324 với chiếc xe VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp. Đấy. Cái chương trình của cái dịp này thì về cơ bản là chúng ta thấy là chúng ta sẽ được áp dụng, đặc biệt là cái vấn đề voucher đấy, chúng ta sẽ được áp dụng kèm hai loại voucher cho một chiếc xe. Đấy, ví dụ như là các bạn nào mà có voucher 200 thì thực sự là cái giá sẽ là còn giảm cực sâu hơn nữa. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình linh động thêm từ bên phía đại lý dành cho VinFast Lux SA2.0 này. Một cái dòng xe máy xăng của bên Vin thì mình nghĩ là từ nay đến cái thời điểm mà về sau thì mức giá sẽ luôn luôn có cái sự linh động, luôn luôn có cái sự linh động, mình chắc chắn luôn. Và nếu các bạn quan tâm, có nhu cầu lấy thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số line của bên VinFast, các bạn hãy liên hệ trực tiếp để nhận được mức báo giá chương trình khuyến mại tốt nhất. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý vị, các bạn hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcar VN. Xin chào và hẹn gặp lại.